Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cỡ lem con tóc cần XTT nha các bạn. Thì để cỡ lem được thì các bạn mở địa chỉ dưới mắt ra nè. Trước kia mình đã hướng dẫn các bạn bắt đúp từ dưới coi 98 sang dưới mắt các bạn. Thì để cỡ lem được thì các bạn cần phải có phí ga là UST mạng Tira các bạn. Thì để mua con này được thì các bạn cần có hai cách. Một cách là các bạn swap, hai cách thứ hai là các bạn mua trên sàn ghi to các bạn, sàn ghi chấm do. Thì các bạn nào chưa có tài khoản trên sàn ray chấm do thì các bạn đăng ký một tài khoản trên sàn ray chấm do nha các bạn. Thì sau đó các bạn nạp USDT vào nè, rồi con bấm nhầm wallet nè, con bấm chữ nạp nè các bạn, các bạn chọn USDT nha các bạn. Sau khi các bạn chọn nạp USDT xong thì các bạn chạy qua con, các bạn vào một public, một tài khoản là các bạn, tài khoản thượng của mình. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào một giao dịch nha các bạn. Đây là các bạn nạp vào thì có đồng USDT, đây là ví dụ nha các bạn. Rồi bạn bấm vào giao dịch nè. Các bạn giao dịch qua, các bạn gọi tên em là UST nha các bạn. Thì các bạn vào một hợp đồng mà, vào một thị trường chứ. Đâu ta, không ta. Rồi các bạn nhập đây nè, các bạn gõ từ khóa là UST nha các bạn. Rồi nó ra một thông số như các bạn chọn vào nè. Rồi các bạn có UST thì các bạn mua vào con UST nè các bạn. Thì bạn bấm vào mua vào đây thì một tốc cần UST này khoảng 1 đô các bạn. Thì các bạn muốn mua bao nhiêu thì các bạn mua các bạn. Đây là giá nè. Còn giao dịch hạn chế này các bạn để thính các bạn. Còn bạn chọn mắt 100% của các bạn muốn mua bao nhiêu thì bạn mua các bạn. Sau khi mua về UST xong thì các bạn vào cái mục withdraw, các bạn rút tiền các bạn. Vào một rút tiền. Thì các bạn gõ từ khóa là UST. Chị khuya quá mình không có làm cái video hướng dẫn các bạn swap các bạn ơi. Cái kia lòng vòng quá, cái kia mắc download app này nọ đó. Rồi ta, đây nè, Tira nè. Các bạn lưu ý các bạn. Các bạn rút về các bạn chọn mạng Tira nè, rồi các bạn copy cái địa chỉ Tira của mình nè các bạn. Địa chỉ Luna nè các bạn. Rồi bấm vào BitLine, các bạn copy địa chỉ này các bạn, các bạn dán vào đây nè. Vào sàn ray chấm do nè, các bạn dán địa chỉ vô đây nè. Rồi cái mục thẻ tang này các bạn bỏ hết đi các bạn chọn vô đây các bạn. Rồi min group nó là 5 USDT, phí các bạn thì min group nó là trên 5.1 thì phí giá khá là cao luôn các bạn. Thì các bạn nạp vô có khoảng 20 đô, các bạn rút ra còn có khoảng 15 đô đó. Rồi sau khi rút ra đây xong thì các bạn nó chưa hiện đâu, các bạn bấm vào một thêm dấu cộng nè, các bạn tìm kiếm từ khóa là UST nha các bạn. UST là nó hiện ra, các bạn nhấp vào dấu cộng nó hiện ra các bạn. Rồi sau khi nó hiện ra đây xong thì các bạn vào đi app nha các bạn. Các bạn dán cái địa chỉ với cái link claim với phần link mô tả dưới video mình nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn lướt xuống nè. Đâu rồi, các em airdrop rồi, các bạn nhấp vào một airdrop nha các bạn. Rồi nó sẽ hiện ra là 25 tóc cần của tất cả các bạn nè, các bạn bấm vào claim nè. Rồi các bạn bấm vào confirm nha các bạn. Ủa sao nó không nhập số lượng như ta? Phí là 2 UT nha các bạn. Claim này lâu giải vậy anh em, thì tất cả anh em cố gắng chờ chút xíu nha tất cả anh em. Đang ly ra là sáng nay mình định làm một cái video hướng dẫn tỉ mỉ cho các bạn bán này nọ luôn, nhưng vì cũng đã khuya rồi nên mình làm cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn các em đi. Quá trời nhiều bạn hối mình nè. Mình định làm một cái video hướng dẫn các bạn swap mạng BNB UST mạng BNB sang mạng Tira luôn. Nhưng mà khuya quá. Làm nó vòng vo nữa. Mấy các em con này thấy chua ăn quá, lâu quá. Được các bạn nhấp vào claim confirm lại nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận nè. Sorry các bạn. Này rồi các bạn nhập mật khẩu mình vào nè. Rồi các bạn bấm xác nhận thôi các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn.
đang xét ra các bạn. Rồi ok, mình đã claim xong rồi các bạn. Rồi về các bạn về kiểm tra nha các bạn. Nó mới về đây các bạn claim cái nữa nha các bạn. Rồi để mình về mình qua mình check balance mình coi. Bởi vì là nó đã về cái dí mình các bạn. Rồi sau đó thì các bạn copy cái link này nè. Link sàn Bankage Swap Balance nè. Các bạn bán nè. Cái này mất chuyện mạng quá. Rồi mà các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Đây thì mình vào mình kiểm tra con OTT mình về chưa thôi các bạn. Connect. Chocolate. Rồi các bạn trở về cái linh sàn này đi các bạn. Để mai mốt về mình rảnh mình làm cái video hướng dẫn các bạn swap mạng Terra này sang mạng Binbi nha các bạn. Để các bạn bán OTT này trên sàn Bankage Swap nha các bạn. Ok, mình đã về được 2.5 OTT nè các bạn. Vậy là ngon lành gành đào rồi các bạn. Sell rồi, buy nè. Rồi, các bạn nào muốn bán qua USDT thì bấm về sell nha các bạn. Trong mắt nè, các bạn có thể bán qua UST luôn nè. Này phía trước nè, rồi bạn sẽ swap thôi các bạn. Rồi, quá đã, quá ngon rồi các bạn ơi. Thì mình khuyên các bạn nên giữ con này đi các bạn. Dự án này vì dự án nó đang bán IDO, nó có các nhiều chương trình airdrop nha các bạn. Các bạn bán là uổng lắm á. Rồi, vậy video mình tạm thời hướng dẫn các bạn tới đây đi. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.